Vợ mình thấy con Fortuner đẹp quá, lên coi, lên nghiên cứu luôn. Sao vợ thích hả? Xe này để cho vợ đi. Vợ thích thì Cái con này to nó thích hơn. vợ thích tặng vợ luôn. Vợ mình thích cái gì to to là vợ mình thích to là vợ thích. Thì bên Pháp Anh vừa mới về con Fortuner thì anh em vừa về tới bãi luôn. Xe gì? Xe vừa về đến bãi chạy xước có mấy đoạn ha. Vừa về tới em. Dạ. Xe ok không? Dạ, xe này ok. À, đi từ gió lên đây chắc nguyên đêm luôn hả? Đi xuyên đêm luôn hả? Đi về đến nhà 7 tiếng. Ghê vậy. Dạ. Rồi cái giấy tờ đang xem coi. Dạ, mệt cho em quá. Đi ở đâu? Cần Thơ hả? Dạ, ở Cần Thơ. À, Cần Thơ luôn. Dạ, 65 em. Số Cần Thơ luôn. Đủ số tiếng kìa, 15699 luôn. Đời 29 máy dầu, Cần Thơ. À, có ý quyền luôn rồi. Xích xích ra cho xe vô. Chạy à, êm không em? Dạ, xe này chạy êm. À. Không được, lo chạy kia đây, không vô đâu. Xe màu xám ha, màu xám máy dầu. À, số sàn. Em anh cho anh coi cái máy vậy. Được, cho khách ai mua thì chốt luôn. Nhanh nhất anh kìa. Một chiếc xe chạy xuyên đêm luôn. Cậu, máy ghê hả? Sạch sẽ luôn. Mấy cái dằn đầu xương ngang rất ok. Xe đây là thắng ABS nè. Mấy cái dàn đầu, mấy cái xương ngang thì rất là chuẩn luôn. Nói chung là mình mua xe mình chú ý tới mấy cái cây này một chút xíu. Cái cây này thì thay được ha, nhưng mà những cái đất trong thì không thể thay được nhau. Mấy cái cây này thì thay bình thường ha. Nói chung là ra hãng là có luôn rồi. Còn mấy cái đất trong này không thể thay được nhau. Không thể thay thế được nha anh chị em. Mấy cái chỗ này không thể thay thế được. Nói chung là mấy cái xe dòng Ford và Red Fortuner, mấy cái dòng Fortuner này nó một dòng gọi là vua lật ha. Vua lật thì anh em hiểu sao gọi là vua lật không? Đây cái máy này 10 thì bây giờ nó còn khoảng có 7 thôi nha anh em. Không đổ hơi nhưng mà nó vẫn có một cái lượng hơi rất là nhẹ nhẹ. À, nhưng mà vẫn còn xài tốt. Bà con có thể nếu mà đi chịu khó mình nghiên cứu, mình châm nhớt thay nhớt thì mình sẽ có thể đi được 3-4 năm nữa ha. Mặt máy này thì có dấu hiệu mà người ta cũng có chỉnh sửa rồi, cũng có làm rồi. Chứ còn cái máy zin thì không có đâu nhá. Mấy xe zin là máy gọi là mấy cái xe chùm mền thôi. Xe này thì không có dấu hiệu ngập nước nha, không có. Nếu mà có là mấy cái này mình thấy nó hay hết rồi. Turbo này. Máy lạnh hoạt động rất là tốt thôi. Cái xương ngang còn không em? Nguyên ha. À, cái xương ngang này còn zin nguyên ha. Cái xương ngang trong này, zin nguyên ha. Xe mà ngâm nước vỏ còn khoảng 80% thôi, 50. Mấy cái đèn này còn mới tinh thôi, nói chung là còn mới, còn nguyên thôi. Mình nhìn này mình nghĩ là mới, mới thay không phải đâu nha. Vợ mình thấy con Fortuner đẹp quá, lên coi, lên nghiên cứu luôn. Sao vợ thích hả? Xe này để cho vợ đi. Vợ thích thì cái con này to nó thích hơn.
Vợ thích tặng vợ luôn. Vợ mình thích cái gì to to là vợ mình thích. To là vợ thích. Xe này là giấy tờ đầy đủ nha anh em. Cái khí số sàn rất là sạch và đẹp luôn ha. Xe này thì chưa có màn hình, nhưng mà cái màn hình anh em mua thì lên cũng không bao nhiêu, nhưng mà cái đầu này nếu mà anh em biết chơi nhạc thì nên chơi để cái đầu này chơi ha. Chơi nhạc thôi. Đồ này, những cái chút chi tiết xung quanh này, nó còn rất là mới anh em ơi. Cần số nữa. Cần số rất là chuẩn ha. Dạ alo. Cần số rất là chuẩn. Mấy cái nhựa này mình nghĩ là mấy cái nhựa nằm trong ghế ha. Cái nhựa này mình nghĩ nằm chỗ này này. Anh em ơi, nó bung ra thôi. Nằm vậy này. Cái gì anh? Nó bung ra. Xe này mang đi 4.0 tẩy nữa mới tin luôn. Alo, à, đây này. Chưa mấy cái nách này mà con nhìn thấy. Xe vừa về tới em chưa tẩy rửa gì hết mà nó nhìn này. Rất là sạch ha. Xe này là cái mã sơn của nó hay là cái gì, tên hiệu nó Toyota gì Việt Nam luôn á. Mấy cái ghế này thì gập xua bình thường. Ghế da thì nó xuống màu theo thời gian nhưng mà nó vẫn còn tốt, không bị rách hơn anh chị em ơi. Cái này là cái gì đây? À cái này là cái bọc của Fortuner này ha. Mình gấp ghế thử ha. À gấp ghế thôi. Bên trong ngoài thất thôi. Rất là rộng, sạch sẽ anh em ơi. Để mình coi cái dàn lặn trên đấy còn dàn lặn tốt không? Lặn rất là tốt. Dàn lặn rất là mát anh em ha. Trong này nó có nội thất, trong này nó cũng hay lắm mà. Nó có mấy cái để ly nước dục ra ngoài. Để nước nói chung là rộng, không gian rộng. Rất là rộng luôn. Nói chung là riêng cái xe này thì mình thấy là rất là tốt ha. Mà cái giá mình nghĩ cũng hợp lý cho anh chị em nào mua ha. Nếu anh chị em nào mà thích thì liên hệ ha. Những cái hàng nhựa của ghế này. Chứ nói chung là những cái chi tiết của nó còn rất chi là tốt anh chị em ạ. Đầy đủ chức năng nói chung là còn nguyên. Xe này thì ngay chủ ký ủy quyền rồi cho nên là anh em an tâm. Khi đến pháp anh là anh em mình sẽ bao cho anh em. Và cái phần này là anh em nhìn thấy không? Rất là đẹp. Nói chung là với cái xe này mà mấy cái giá tiền này thì anh em mà con có thể mua về chạy dịch vụ nó tốt. Quay gần đi, quay gần cho bà con thấy biết được là cái xe ở xa, tại vì không phải là mình quay như vậy là có thể là bà con ở gần nên người ta chạy lên không nói, nhưng mà toàn là khách ở xa không à. Nhiều khi đi 300-400 cây thì rất là tội người ta. Mình quay không chi tiết á, thì ví dụ như người ta lên thì người ta ví dụ như chỗ nào chày thì mình nói chày ha, chỗ nào mà nói ngon thì mình nói ngon, nhưng mà mấy cái đó thì không có ấy mình dặm được. Nên cái camera. Nói chung là chỗ nào Pháp Anh khắc phục được thì Pháp Anh sẽ khắc phục cho bà con hơn. Anh em bà con nhìn mấy cái nách để mình biết được, phân biệt được là xe có bị lỗi hay không. Tại vì mấy cái này nó rất là quan trọng. Khi em quay YouTube mà em quay, nếu mà những anh chị bình thường không nói, mà những anh chị đã chuyên nghiệp hoặc là những người mà đã từng xài Fortuner rồi, người ta nhìn người ta biết được. Cái dòng xe Fortuner nó là một dòng gọi là vua lật ha. Vua lật luôn, cho nên là anh em mà con cái giấy đăng kiểm ở trên á, lên chụp đi. Nó là một dòng gọi là vua lật, cho nên là khi mà một chiếc xe bị lật là những cái đinh bấm này nó sẽ mất không còn hoàn toàn, nó sẽ mất hoàn toàn, nên là khó.
va quẹt thì mấy cái dòng này không thể tránh khỏi rồi anh em chị em ha. Cho nên khi anh chị em mà mua thì anh chị em cũng phải biết lỗi lăn quanh thì nó phải có, nhưng còn nói về tai nạn mà đâm đụng mà chết người hay là đến với những cái mà nói chung là nặng nề hơn thế nữa thì xe mình nó không có, tại vì mình bán xe mình cũng cố tìm mà mua những cái con chuẩn nhất, trong này nó có cái đội ha, đây là cái sạc, những cái mà gọi là chuẩn nhất để đến bà con ha. Quay ở phía bên này, quay dưới gầm, dưới gầm gầm rất là chuẩn cho bà con, mới tinh luôn. Nói chung là cái gầm mà nhìn là bà con thấy là mê luôn. Nhìn cái xe mà vùng miền Tây thì sẽ mục rất là nhiều ha. Còn chiếc xe này tất cả luôn. Đặt, bà con nhìn thấy cái đầu hộp số, mình nhìn là mình thấy mê luôn á. Rồi tôn của nó ha, và những cái xung quanh xe và những cái dàn, nói chung là tất cả luôn, rất là chuẩn. Mình quay từng chi tiết góc cạnh cho bà con xem luôn, những bà con nào hãy đến trực tiếp hoặc là coi mình cảm thấy mà ok thì mình mua cho bà con. Máy móc không, nói chung là mình kiểm tra rồi, máy móc những cái ru ti dưới và còn rất là chuẩn luôn ha. Mà dòng này nó xài bằng cầu sâu ha, vỏ thì mình có nói nó bốn cái vỏ thì còn rất là đẹp, bốn cái vỏ nó còn khoảng 80%. Dòng này phía sau nó xài bằng lò xo hơi nên đi rất là êm. Cái ống bua này phía sau này nó xài bằng bố thôi nha, chứ nó không phải bằng hàng đĩa. Và cái mâm rất là to, nên nhìn thấy không? Và cái bọng về đó, nên nhìn thấy, bà con nhìn thấy không? Đó, cái bọng về nó còn nguyên anh em ơi. Và cái bệ bước chân thì bình thường, còn rất là tốt, không đến nỗi là phải về phải làm hết. Kính bấm lên xuống còn rất là mượt, nhiều cái xe mà bấm lên xuống mà tại vì mấy cái xe này nhiều tiền mà bắt buộc là mấy cái đường này nó phải chạy nó tốt. Mấy cái xe mà nhiều tiền mà bấm lên bấm xuống mà chạy mà nghe nó kêu sẹt sẹt là mình thua rồi ha. Nhưng mấy cái xe này nó còn rất là tốt luôn. Xe này mình một lát nữa mình sẽ mang đi tẩy 4.0, mình sẽ rửa cho anh chị em bà con mình ha. Đi với cái phần chỉnh một chút xíu ha. Cái đời này là chưa có gập gương tự động nha anh em, nó chỉ có chỉnh đưa gương thôi nha anh em, chỉnh gương thôi. Mà mình nghĩ mấy cái xe mà nhiều tiền như thế này thì chắc chắn là hoạt động đầy đủ hết rồi con ha. Nó hoạt động bình thường ha, cái gương chỉnh điện. Cái gương bên kia không? Gương bên kia chỉnh bình thường nha bà con. Bốn cạnh chỉnh bình thường, nó là cái nút chỉnh đây nè. Ha, cái này là chỉnh gương nha. Còn cái chức năng mà chỉnh mà gập gương tự động sẽ không có ha. Đây là cái chỗ để ly nước ha. Cái này mình nghĩ ít xài thôi, cứng lắm. Nhiều chiếc mà người ta xài nhiều á, người ta chạy dịch vụ nhiều là nó sẽ mòn hết, mà nó sẽ đi hết thôi. Mình vô lăng. Xe này thì 34.700 anh em ạ. Lên rồi mày. Mình thì cho cái số km lên luôn cho anh em nhìn thấy rõ, 3, 4, 7, 8, 5. Cái vô lăng. Vô lăng. Cái mặt này của cái chữ này nè còn đẹp hơn. Đây là cái sạc, còn đây là cái lốc lạnh phía sau nha nè. Cái đèn này thì chắc chắn là phải còn xài tốt rồi nha anh em bà con. Cái trên chân này thì bằng nỉ người ta bọc ni lông hết ha. Nhiều chiếc thì nhiều chiếc người ta lên 5D, nhưng chiếc này người ta không lên 5D nha bà con. Mà nhìn thấy không? Đây là cái bệ chân và cái thắng côn đầy đủ hết nè. Ghế nâng hạ ghế thì bằng cái nút này nha. Mình có thể nâng hạ ghế nè. Mình chỉnh tùy theo cái mức độ chỉnh của mình nha bà con. Xe này một lát là mình sẽ đưa qua 4.0 tẩy rửa luôn nha nè bà con. Khi bà con đến thì chắc chắn là cái xe này mình sẽ cho nó tuyệt vời luôn, chứ không có để bà con đi đến xem nó sẽ bẩn thỉu ha.
Thì mấy chiếc Fortuner này với cái tầm giá tiền này á, thì bắt buộc là bên Pháp Anh sẽ làm cho nó chuẩn luôn. Và đây là những cái hộc ly nước nha mọi người. Và cái đây là nó cái loa chép này mọi người. Nó là một cái loa chép. Đó, vỏ phía trước là còn mới tinh thôi. Nói chung là cái máy nó còn rất là tốt luôn, gầm cao, chạy êm. Anh em vừa về tới là mình test luôn, tại vì mình thích test những cái xe vừa về tới, mình muốn trải nghiệm những cái xe mới á, sướng lắm bà con. Ví dụ như bà con mới mua xe mà bà con leo lên mà con mua một chiếc xe mới mua về, mình leo lên cái mình chạy cái gì cũng sướng hết, cái gì đồ mới mà ai mà không thích đúng không bà con, bất kể luôn, thứ gì cũng vậy, trải nghiệm những cái thứ gì mới nhất ai cũng thích, cho nên là thử cái tay lái rất là nhẹ. Nói chung là cái dòng Fortuner thì nó sẽ không mềm yếu bằng những cái con Innova, nhưng mà cái độ lướt của nó rất là tốt, êm. Đúng là leo lên Fortuner có khác, mấy bữa test mấy cái con xe ít tiền có khác. Cứ mỗi lần mình leo những cái con lên những cái con xe mà nhiều tiền thì mình chạy cảm giác nó khác liền. Qua mấy cái G này, điểm ru. Bà con biết rồi đó, cái xe này cái bánh nó lớn mà. Nè, phàn ha. Phàn mầm lên ru. Lên luôn. Cái dòng mà 2009 này nó chưa có lông mũi, nhưng mà nó là đời đầu của con Fortuner này. Chạy cho nên nó cũng rất là ok ha. Đúng là leo lên chạy xe nhiều tiền có khác luôn mà con. Cái gì cũng vậy đó. Nó nhiều tiền nó phải chuẩn á. Côn ga số cái gì nó cũng chuẩn đó. Đã thiệt. Anh em nào mà thích, ví dụ như đang có nhà hứng muốn mua một con xe Innova hay là Fortuner mà giá sắp tầm này nè, thì anh em, bà, em nghiên cứu ha. Cái con Fortuner thì cái nước chạy của nó thì mình vẫn thích hơn, độ bền nó cũng có hơn. Tại vì tại sao mà người ta dùng cái con người ta chạy dịch vụ nhiều hơn là cái con Innova? Tại vì cái đồ Fortuner nó rất là bền, cho bò mà, bền hơn Innova. Bánh nó cũng lớn, nó chạy nhiều khi mấy đường gờ ghê nó, mình nhìn thấy mình đi mấy đường gờ này rất là êm luôn. Ví dụ anh em nào đang có cái xe mà đang thấp tiền hay gì đó là mình muốn nâng cấp lên, muốn bù tiền đổi với Pháp Anh đó, thì anh em có thể liên hệ ha, gọi điện chụp cái xe của mình thì gửi qua đây thì mình coi là mình đổi cho. Xe thì mình cũng tả chi tiết rồi đó. Tai nạn ngập nước không có, anh em có thể cứ đến trực tiếp xem, có thể dẫn thợ tới mình nghiên cứu, mình kiểm tra, mình xem cho nó như thế nào để mình mua xe mình đi bền dùng tốt. Bãi xe của Pháp Anh thì nằm ngay trên quốc lộ 20, từ 3 giờ dây hướng Đà Lạt 60 cây số, sát bên kia sang nhà thứ bạc luôn. Con nhìn thấy nó nằm phía bên tay phải bà con nè, rất là dễ tìm. Thì bây giờ mình cũng để ngay bãi ha, anh em bà con nào mà có nhà hứng muốn mua nó, nếu mua nó thì cứ đến trực tiếp bên Pháp Anh ha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video. Đây là cái remote của xe, nó còn nguyên hai chìa luôn. Nói chung là hiếm có cái xe nào mà remote này nó còn zin hai chìa lắm ha. Mình kiểm tra nó còn cái gì trong cái xe này không ha. Không còn ha, nói chung là không còn. Cần số zin đẹp. Rồi, bye bye, kết thúc video nha anh em. Bye bye.